Bạn phải làm một cái bảng so sánh sản phẩm bao gồm 4 mảng: công năng sản phẩm, niềm tin vào sản phẩm, chất lượng dịch vụ và cảm xúc của sản phẩm, của thương hiệu. Đấy, thì như vậy là bạn mới tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của mình và tìm ra đối tượng khách hàng mục tiêu. Ra được khách hàng mục tiêu rồi là bạn phải tìm được cái kênh thông tin mà họ tiếp cận. Sau đó bạn mới làm nội dung và phương tiện trên video hay trên hình ảnh hay là bài viết trên các kênh thông tin khác nhau. Ví dụ như là bạn chạy Facebook, ví dụ trên Zalo, chạy quảng cáo Google. Tôi lấy ví dụ có N kênh khác nhau, nhưng bản chất cuối cùng vẫn là tiếp cận đến khách hàng mục tiêu mà chọn cái kênh thông tin mà họ tiếp cận. Thứ hai, nội dung để tương tác, để chuyển đổi tâm lý của khách hàng. Vì vậy đấy chính là bài toán của truyền thông. Và nếu bạn chẳng có gì khác biệt thì tốt nhất đừng làm truyền thông, thì có cái kỳ quái gì đâu mà làm truyền thông.